khỉ con biết vâng lời một buổi sáng khỉ mẹ dặn khỉ con xuống núi đi hái trái cây trên đường đi khỉ con rong chơi và quên mất lời mẹ dặn khỉ con thấy thỏ đang đuổi bắt chuồn chuồn khỉ con cũng muốn rong chơi nên cùng thỏ chạy đuổi theo chuồn chuồn đến chiều về tới nhà khỉ con không mang được trái cây nào về nhà cho mẹ cả mẹ buồn lắm mẹ nói với khỉ con mẹ thấy buồn khi con không nghe lời mẹ dặn bây giờ trong nhà không có cái gì ăn cả là tại vì con mải chơi không đi tìm trái cây khỉ con biết lỗi cúi đầu xin lỗi mẹ mẹ đưa khỉ con đi tìm trái cây ăn cho bữa tối một hôm mẹ bị trượt chân ngã đau quá không đi kiếm ăn được mẹ nói với khỉ con mẹ bị đau chân đi không được con tự mình đi kiếm trái cây để ăn nhé khỉ con nghe lời mẹ dặn và chạy xuống núi đi tìm trái cây trên đường đi khỉ con thấy bắp bèn bẻ bắp thấy chuối bèn bẻ chuối và khi thấy thỏ con đang đuổi bắt chuồn chuồn khỉ bèn tự nhủ mình không nên ham chơi về nhà kẻo mẹ mong và thế là khỉ con đi về nhà mẹ thấy khỉ con về với thật nhiều trái cây thì mừng lắm mẹ khen khỉ con biết nghe lời mẹ thật là đáng yêu